Việt Nam kể hôm nay. Everybody, I'm very happy to be here. Now, looking back at our journey in Southeast Asia, cảm ơn quý vị đã đến sự kiện của Epson hôm nay. Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi đang có mặt tại văn phòng mới cũng như là trung tâm giải pháp của Epson Việt Nam, cũng là dịp chúc mừng kỷ niệm 5 năm thành lập của Epson Việt Nam, gia nhập Epson Exceed Your Vision. Em rất là hân hạnh khi mà trong năm nay em được đồng hành với Epson Việt Nam trong vai trò là đại sứ thương hiệu cho Epson EcoTank. Em cũng là một fan của Epson khi Epson luôn liên tục giữ vững được vị thế là máy in màu top đầu trên khu vực và thế giới. Để đạt được thành quả như ngày hôm nay với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Epson thì đó là một cái công sức và nỗ lực của rất nhiều những anh chị, những đội ngũ của Epson luôn hướng tới một triết lý, đó là mang tới cho người tiêu dùng một cuộc sống tốt hơn, tiện lợi hơn. Đúng với triết lý đó là efficient, compact và precise innovation. Sự tân tiến luôn hiệu quả, luôn nhỏ gọn và chính xác nhất. Thì Epson mang tới một chiến dịch đó là sắc màu lên ngôi. Sản phẩm in của mình thành một cái sản phẩm rất là màu sắc. Với cái Eco Tank, Eco đại diện cho hai từ khóa chính Economical, rất là tiết kiệm. Cái thứ hai đó là Ecology, một cái sự hướng tới về cái hệ sinh thái. Khi mà dùng máy in Epson Eco Tank thì chúng ta vừa phục vụ được công việc của mình mà vừa tiết kiệm được những cái nguyên liệu, nhiên liệu cho môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Rất là đúng với những gì mà ban lãnh đạo chia sẻ, đó là không chỉ hướng tới hệ giá trị cho những người dùng mà còn hướng tới hệ giá trị cho môi trường xung quanh. Hai cái hệ giá trị đó luôn đi song hành với nhau, và em nghĩ đấy là lý do tại sao mà Epson luôn có một nền tảng và luôn có một cái sự phát triển ngày một lớn mạnh và lâu dài.